giảm 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, tương ứng từ 15 tới 300 triệu đồng tùy từng mẫu xe, áp dụng cho khoảng 40 mẫu xe. Giảm phí trước bạ hâm nóng thị trường ô tô dịp cuối năm. Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thừa ủy quyền Thủ tướng đã ký Nghị định 103 quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm nay cho đến ngày 31 tháng 5 năm sau, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ô tô, remote hoặc là semi-remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50%. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ trở về mức cũ. Cũng như năm ngoái, đây là chính sách được thị trường kỳ vọng tạo dư địa cho các doanh nghiệp mạnh dạn đưa ra các khuyến mãi kích cầu tiêu dùng, thậm chí là khuyến mãi ngay từ trước khi chính sách có hiệu lực. Sau hơn một tháng chờ đợi, chỉ vài ngày nữa anh Hùng sẽ có thể mang chiếc ô tô đã mua đi đăng ký. Chính sách giảm lệ phí trước bạ được thông qua, giúp anh và gia đình tiết kiệm được gần 70 triệu đồng. Thì đây là một con số, nếu mà quy ra tiền là tiết kiệm được một khoản tương đối lớn. Cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái tin cũng rất là hấp dẫn đối với các gia đình, cá nhân hay doanh nghiệp có cái nhu cầu mà mua xe. Tôi nghĩ là cái chính sách là rất tốt và kích cầu kịp thời. Thứ nhất là vào cái thời điểm cuối năm, hai là sau vừa cái thời kỳ mà dịch cũng hơi lắng xuống thì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao thì cái chính sách này rất phù hợp. Với chiếc xe mà tôi đang định mua thì sắp tới tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 30 đến 40 triệu đồng phí đăng ký trước bạ. Thì nó là một khoản tiết kiệm rất là hợp lý và có thể dùng trong nhiều mục đích khác, đặc biệt là trong cái thời gian dịch bệnh như bây giờ. Một số cái tên như Hyundai, Mercedes, Toyota, Mazda, Kia sẽ được hưởng lợi lớn từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khi có từ 4 đến 8 mẫu xe đang sản xuất lắp ráp trong nước. Như showroom này, vào dịp cuối tuần vừa rồi, ngay sau khi chính sách có hiệu lực, lượng khách hàng qua showroom xem xe và đặt cọc đã tăng thêm từ 50 đến 60% so với thông thường. Khách hàng mà đã ký hợp đồng rồi thì người ta, cái chính sách đó người ta mong chờ từ rất lâu rồi. Khách hàng đã thông báo ngược lại với đại lý về cái kế hoạch nhận xe ngay trong khi mà cái chính sách thuế đó có hiệu lực. Dự kiến là sang tháng 12 thì lượng khách hàng đó cũng sẽ quay trở lại nhận xe rất nhiều. Còn về phía các doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu, dù không được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, nhưng để duy trì sức cạnh tranh cũng buộc phải tung ra các chương trình khuyến mãi tương tự, đặc biệt là với các mẫu xe độc quyền. Ở những cái xe nhập khẩu thì cũng có những cái lựa chọn mà nó cũng khác biệt của người tiêu dùng. Ví dụ như có rất nhiều model xe nhập khẩu mới có. Chắc chắn các hãng xe nhập khẩu cũng sẽ tìm cách để hỗ trợ khách hàng. Mặc dù có thể không rõ ràng được 50%, nhưng tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có. Thị trường sẽ hào hứng hơn và người tiêu dùng sẽ được khuyến khích nhiều hơn trong cái việc mà mua ô tô. Các showroom hiện đang tất bật chuẩn bị bàn giao, hỗ trợ đăng ký xe cho rất nhiều khách hàng đã đặt cọc trước đó. Giới kinh doanh dự báo thị trường ô tô trong 2 tháng cuối năm âm lịch sẽ sôi động với doanh số đạt khoảng 400.000 xe. Đó là góc độ thị trường tiêu dùng. Còn từ góc độ sản xuất, đây cũng chính là cơ hội cho các hãng xe sản xuất lắp ráp trong nước để gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các dòng xe nhập khẩu vốn vẫn áp đảo từ trước tới nay. Nếu tính riêng 10 tháng thì lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là gần 130.000 xe, tăng tới 61% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi dung lượng thị trường Việt Nam vốn rất là hạn chế so với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Trong đó, nổi bật là xe nhập khẩu từ Thái Lan, chiếm tới quá bán tổng lượng xe nhập khẩu của Việt Nam, sau đó là tới Indonesia. Đây cũng là những quốc gia hiện có nền công nghiệp hỗ trợ vượt trội so với chúng ta. Để dễ hình dung về bức tranh công nghiệp hỗ trợ trong nước thì cũng có thể nhìn vào một chiếc ô tô như thế này. Bởi riêng mỗi chiếc xe đã có tới khoảng 30.000 linh kiện với mức độ phức tạp đa dạng, có thể chia làm 4 lớp. Thứ nhất là những linh kiện cồng kềnh hoặc là cần nhiều nhân công như là ghế hay là bộ dây điện. Lớp thứ hai là các linh kiện thép và nhựa ép chất lượng cao. Thứ ba là toàn bộ thân vỏ xe và các linh kiện điện tử khác. Cuối cùng là động cơ và hộp số, được ví như là trái tim của chiếc xe vậy. Thì toàn bộ 3 lớp khó hơn Việt Nam đều phải nhập khẩu. Thậm chí là lớp thô sơ nhất là lớp đầu tiên thì một phần cũng phải nhập khẩu luôn. So với các quốc gia như là Thái Lan hay là Indonesia chỉ phải nhập khẩu có 10% linh kiện sản xuất ô tô trong nước, thì con số 85% của Việt Nam phần nào nói lên khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và các FDI đầu chuỗi. Giảm phí trước bạ được đánh giá là chính sách hỗ trợ đặc thù và phù hợp vào mùa mua sắm cuối năm. Nhìn xa hơn, một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch dành riêng cho công nghiệp hỗ trợ vẫn là nhân tố then chốt được kỳ vọng sẽ giúp ngành sản xuất ô tô nói riêng và công nghiệp hỗ trợ nhà nước nói chung có thể cạnh tranh được với các quốc gia khác trong khu vực.
họ chỉ định chúng tôi mua nguyên vật liệu của các nhà cung cấp đó. Các nhà cung cấp đó thì lại là các công ty thương mại. Công ty thương mại thì lại không sản xuất trực tiếp. Vì thế để chứng minh cái việc là được miễn thuế dành cho các cái nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất linh kiện ô tô, nó đang bị mâu thuẫn với nhau. Tức là công ty thương mại thì lại không sản xuất, mà công ty sản xuất thì lại không nhập về. Khung chính sách hiện giờ thì khung là đầy đủ rồi, là tốt rồi. Nhưng mà thực thi hóa nó hiện thực hơn để doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận nhiều hơn. Hiện giờ là các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là họ được hưởng lợi nhiều hơn doanh nghiệp Việt Nam. Các cái pháp luật về công nghiệp hỗ trợ hiện nay cũng đang bị các cái pháp luật chuyên ngành khác chi phối. Ví dụ như các cái quy định về đất đai, về thuế thì đương nhiên là các ngành này cũng phải tuân thủ theo các pháp luật về đất đai, về thuế chẳng hạn. Ví dụ trong cái ngày nghị định 1 chúng tôi cũng có mà đang có cái hướng sửa đổi đấy, thì quy định các cái mức về hỗ trợ tín dụng cho các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Chính sách phí trước bạ lần này được kỳ vọng sẽ giúp không chỉ người tiêu dùng, doanh nghiệp mà ngay cả ngân sách cũng sẽ hưởng lợi. Bởi như năm ngoái, khi áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ vào nửa cuối năm, số thu lệ phí trước bạ theo chính sách là giảm 7.300 tỷ đồng, nhưng tổng số thu ngân sách nhà nước lại tăng hơn 14.100 tỷ đồng. Tương tự thì một hành lang pháp lý minh bạch thống nhất, đặc biệt là vào các dự án, luật công nghiệp hỗ trợ và luật phát triển công nghiệp hiện đang được Bộ Công Thương soạn thảo xây dựng sẽ giúp ngành sản xuất nước nhà có được những bước tiến vượt bậc.